Tử tù Hồ Duy Hải sẽ được xử giám đốc theo thẩm trong tuần tới. Theo như tin từ Việt Nam cho hay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao Cộng sản Việt Nam sẽ mở phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án của tử tù Hồ Duy Hải trong 3 ngày từ ngày 6 tháng 5, người bị cho là thủ phạm giết hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An năm 2008. Sau khi mà vụ này xảy ra, nhà cầm quyền tỉnh Long An bắt giữ Hồ Duy Hải và sau đó tuyên án tử hình với tội danh là giết người, cướp tài sản tại cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Vào hơn 12 năm qua tử tù, Hồ Duy Hải và gia đình kiên trì kêu oan ở các cẩm tỉnh và trung ương. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Cộng sản từng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Long An điều tra lại việc vụ án vì cho rằng việc xét xử vụ án đã không diễn ra đúng theo các trình tự pháp luật và thiếu bằng chứng. Vào năm 2014, Tòa án Cộng sản tỉnh Long An dự tính sẽ tổ chức thi hành bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, thì Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu tạm ngừng thi hành bản án để xem xét kỹ lại vụ án này. Vào hồi cuối tháng 11 năm ngoái, thì Viện Kiểm soát Tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị xóa bỏ toàn bộ các bản án trước đó đối với Hồ Duy Hải để điều tra lại. Ân xá quốc tế cũng đã kêu gọi Việt Nam hủy bản án và đề nghị tái xét xử công bằng cho Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải là một trong rất nhiều trường hợp trong đó có người bị kết tội về kêu oan và là nạn nhân của lực lượng công an, vốn được cho là quá nhiều quyền lực. Nhiều tử tù sau đó đã được giải oan khi mà thủ phạm thực sự ra đầu thú.